chúng ta sẽ đặt hồ vào giữa, và cái cách quét của chúng ta là sẽ quét như gần như cái cấu trúc của cờ Anh á, là để nó giãn đều. Ở nhà các bạn nếu mà có không gian thì các bạn sẽ đặt nó xuống dưới nền nhà, đặt cách xa nhau giữa cái tranh sắp bồi và cái giấy quét, là đặt thêm một cái bảng nhé. Và khi quét hồ lên bảng gỗ, mỗi lần bồi xong thì phải rửa sạch hồ đi, không là thường là nhiều bạn là cứ để thế xong lần sau lại quét thì hồ nó sẽ dính vào giấy. Và sau đó thì cái cách quét của chúng ta như thế là để nó đẩy giấy ra các chiều nó đều, nó không bị cái chỗ nào khô. Sau đó thì chúng ta sẽ giảm dọc giảm ngang, và chúng ta sẽ nhìn nghiêng nhìn dọc, và cái thời gian này làm phải kỹ, bởi vì nó rất hút, nó hút vào giấy thì cái chỗ khô chỗ hay là cái giấy gió này cũng không được tốt à, nhiều cái này hạt quá. Giấy gió bây giờ nó muốn tốt là phải lấy đặc đấy. Thì nó mới có gió xịn đúng không? Anh dân nó cần pha. Cái bát bằng này, cái bát là cái trộn giấy công nghiệp hả? Tính ơi, ở đây có cái có chỉ không hả em? Chỉ hay cái sợi dây bé cũng được. Cái này các bạn làm kỹ nhé, cái dọc ngang này. Và nếu mà nó thiếu hồ, nó bị rít hồ đâu thì các bạn thêm vào. Và làm sao cái yêu cầu là cái mặt này nó đừng bị dư thừa hồ nhiều quá, nhưng mà phải đều, độ ẩm đều, độ bóng của hồ. Sau đó chúng ta nhìn ngang ra, chúng ta kiểm tra cái độ bóng thì chúng ta sẽ phát hiện ra là có thể có chỗ mà do quá trình chúng ta quét mà nó không nhanh tay, hay là do thời tiết nó khô hanh ấy, nó sẽ không đều. Bao nhiêu lớp là vừa? Cái này nó không có cái quy tắc nào về lớp đâu. Cảm nhận là cái mặt này nó bám một cái lượng hồ đủ nhìn, ví dụ như này là ok. Đây to này nè. Không, chỉ cơ. Ok, à nói qua thôi, chỉ tức là mặt này tôi quên. Để là lắp đặt ở dưới. Đặt được 4 cái góc này thì khi chúng ta cậy lên nó dễ. Chứ còn ở đây nó nhỏ thì chúng ta dùng móng tay cũng được, nhưng mà để nó khoa học thì chúng ta sẽ đặt cái chỉ. Chúng ta dán băng dính vào cái đây thì khi chúng ta nhấc cái chỉ lên cái thì nó tự lật cái góc ra. Thì ví dụ như này là chúng ta quét hồ là đủ mềm giấy, đủ đều hồ. Giấy bé như này nếu như mà có người giúp thì các bạn hoàn toàn có thể là 4 người 4 góc, nhưng mà như thế nó sẽ có cái dấu tay ở đây, cái dấu tay thì cái chỗ đấy nó cũng sẽ bị bật hồ ra, đúng không ạ? Thì cái cách mà chúng ta làm thì chúng ta đặt vào cái cờ như này. Bình thường thì tôi làm thì tôi không dùng cờ đâu, để nó không cần thiết đến cái mức như thế. Nhưng mà để các bạn làm thì các bạn lưu ý là cái cạnh này các bạn phải chừa lại, sau đó các bạn lật ra các bạn phải quét một tí hồ vào, đúng không ạ? Thì như này thì chúng ta làm một mình được, hoặc là cái tờ đương nhiên tờ giấy bé này một mình được, nhưng mà để cái hồ này nó sẽ làm cho chúng ta, cái cờ này nó làm cho các bạn có thể làm cân được. Và chúng ta sẽ lấy cái mép này, chúng ta căn cho nó cân. Sau khi chúng ta căng
cân cân kiểu như này rồi thì bắt đầu chúng ta từ từ chúng ta hạ này, chúng ta hạ chứ chúng ta không không đẩy cái chiều này xuống, chúng ta hạ để cái giữa này nó sẽ bị nó xuống dưới trước. Sau khi chúng ta dở cái này thì độ vẫn còn chắc là ra màu rồi. Tôi nói tôi hướng dẫn các bạn cái cách cờ này để các bạn làm một mình với cái khuôn khổ nó lớn hơn một chút. Còn nếu trong bình thường với khuôn khổ mà to mà có người không phải một mình thì cờ này lại trở thành phức tạp, cờ chỉ là cái cách làm cổ thôi, truyền thống thôi. Còn các bạn sẽ hỗ trợ như vợ hay là con ở nhà mỗi người cầm nhá, bốn góc. Sau đó thì bây giờ nó đạt xuống đây là nó cân, các bạn đừng dồn từ đầu này, vì các bạn dồn từ đầu này là các bạn rất dễ bị nhăn. Nhăn. Bắt đầu từ và chúng ta cũng là cái cách của chúng ta này, chúng ta sẽ làm hơi để mở cái này để cho nó khỏi bị dính, cái hòn nó dính. Chúng ta lại thao tác như cờ Anh nhá. Để đẩy hết tất cả các cái bọt khí ra. Còn những cái chỗ mà vọt vài cái chỗ nó đội lên thì tôi nghĩ nó cũng không không ảnh hưởng lắm, vì nó của cái sạn giấy đúng không? Nhưng mà đây này, ví dụ giấy này nó bị ra thì nó. Thế thì chúng ta sẽ ví dụ chúng ta có một cái tờ giấy A4 ấy, thì thường thì chúng ta sẽ đặt lên đây để chúng. Ví dụ nếu mà các bạn bồi bằng cái giấy gió là khó hơn cho các bạn. Nếu mà khổ to ấy, là phải quét hồ lông rồi. Mà giấy gió mở thì dùng cái giấy xi măng kia thì sẽ tốt hơn. Sau đó nhá, khi mà nó chưa hoàn thiện hẳn thì bắt đầu chúng ta dùng cái, nếu mà cái bút này đủ mỏng, còn không thì chúng ta sẽ dùng bút khác để chúng ta sẽ. Này, bút đấy vẫn dày. Chúng ta đạp xuống này, đầu tiên là đạp xuống này đúng không ạ, chúng ta sẽ dồn nó xuống này, cái cạnh này xuống, bên này thì hơi nhiều. Sau đó chúng ta sẽ đẩy vào đây. Nếu mà có cái bút như này mà nó mỏng hơn thì chúng ta sẽ đẩy vào cái khe. Thực ra là cái này bút này là vừa, nhưng mà cái khe này này người ta làm sát xi này nó hơi bị sát. Khe nó chưa đủ nghiêng chút. Đây cái bay ạ? Không, nó lách đấy. Đấy, thì các bạn nhá, các bạn sẽ dùng như này. Các bạn đẩy để các bạn nhét cái giấy này luồn vào trong tất cả các cái khe này. Chỗ nào mà nó ví dụ trong quá trình chúng ta làm nó mới lâu, nó bị hơi chúng ta phải nhấc ra. Cho nên là khi các bạn chọc nó sẽ bị dính giấy. Thùng giấy. Còn mấy thùng làm đó. Hả? Đứt luôn. Thì chẳng may trong quá trình làm mà nó bị thủng. Thủng giấy thì chấp nhận nó bị thủng chỗ đó. Xong luôn. Sau không, sau đó thì khi chúng ta bồi, khi cái này chúng ta khô rồi vậy, thì chúng ta mới dùng cái tờ giấy khác chúng ta dán bồi lên. Thật khổ nhỉ. Và tuyệt đối là lúc mà dán bồi vào cái chỗ thủng chữa đấy là phải còn ở sắt zin. Nếu không có sắt xi thì chân sẽ bị co. Nếu mà khi đã cắt ra rồi xong em thấy bị thủng mà em cần chữa thì khi em dán một lớp giấy đằng sau thì mặt trước lụa sẽ bị co rúm lại. Vì vậy, nhưng mà vẫn có cách. Nhưng mà nếu đã nhỡ như thế thì đằng sau cần phải chữa như thế thì đằng trước em phải dán một cái phích, một cái miếng băng dính. Trồng mấy miếng băng dính to lên để giữ cái mặt vải nó không bị. Bởi vì trong quá trình khi chúng ta dán chữa ở đằng sau của cái chỗ thủng ấy nó co lại thì rõ ràng là nó có hồ, nó làm ướt cái mặt lụa.
và mặt giấy. Vì thế khi đã ướt thì nó sẽ giãn ra. Khi khô nó còn lại, nó sẽ làm rúm đúng cái chỗ ấy lại luôn. Thế nên muốn nó không bị thì mặt trước mình dán rộng ra một cái miếng vuông vuông to tướng thì bằng băng dính, băng dính nó làm cho đến tận lúc khô nó cũng không làm gì được. Đó. Cái đấy cũng là cách, cũng không thể nào dạy đâu. Kinh nghiệm. Đó, nó ra ra mạnh. Với những cái giấy mà nó không bị ra thì các bạn cứ quét thoải mái này thôi chứ không sao, cái này nó hơi bị ra kép giấy. Và các bạn lưu ý là các bạn đừng dùng nước. Tức là các bạn ví dụ trong trường hợp các bạn thấy nó không, cái hồ phải đủ. Còn trong trường hợp mà ví dụ như là các cái phần nó khô không đều, nó có cái phần mà nhìn nó hơi sáng, thì gì? Nhúng bút vào thật ẩm, vừa uất ra, sau đó thì để cho giấy nó ẩm đều. Chứ còn nếu mà nhúng vào nước xong nó uất lên cái này ngay là cái chỗ đấy rất dễ bị bong, vì chỗ đấy cái hồ bị loãng ra. Hồ mặt trên bị loãng. Các bạn nhớ là các bạn sẽ nhát kỹ. Nếu như lần sau những cái sắc si chuyên để các bạn vẽ lụa thì nó sẽ dọc cái phần này ra hơn, bạn chủ động được hơn. Đấy, sao được? Chắc cái độ vát nó lớn hơn, mềm hơn. Giấy gió rất mềm, nhưng giấy gió là cái này nó không vỡ. Thì chúng ta sẽ bồi xong. Cái phần này ta là kiểm tra phần này, ví dụ như đây cái góc mà nó không vào được, ta dùng cái bút nhỏ hơn. Sau đó các bạn sẽ để các bạn đừng dựng nhá, các bạn sẽ để nằm ngang nhá. Nhớ là khi cắt giấy bo cắt giấy bồi thì cắt dùng eke hay dùng ấy để vuông, để khi chúng ta căn các cái trường này nó không bị lệch. Còn nếu mà trong trường hợp các bạn đã chừa rồi thì các bạn hoàn toàn yên tâm nhá, vì cái này là chúng ta làm kít thì thường là vẫn cứ phải chừa cách một phần rồi chúng ta mới vẽ vào, thì để giấy nó có mụt hoặc là giấy vào vào trong, thì sau này chúng ta còn cái phần này mà chúng ta dán bo lên. Yeah. Sau này nhá, khi cắt ra cũng thế nhá, đừng có cắt đến đây. Sau khi mà tranh đã khô nhá, tình thầy tình nhá, thì cho các bạn là cắt dạch từ chỗ này nhá, cắt dạch lia cái này và đừng bỏ phần này đi. Cái phần mà nó thường này ra, phần này vẫn là phần mà nếu mà mình chỉ tính phần giấy mình cắt thì sau này tranh mình phải để nguyên này để nó giấu ở trong phần bo, thì nó có cái phần để giấu trong phần bo để người ta dán lên nào. Đó thì khi như này, và các bạn lưu ý là trong trường hợp mà để khô tự nhiên là tốt nhất, tức là nó cứ khô dần dần nó ngấm. Trong trường hợp mà tranh của các bạn bán quá tốt và người ta đợi thì các bạn không dùng sấy, các bạn chỉ dùng quạt thôi nhá, đặt một cái quạt bên cạnh và quạt mát chứ không quạt nóng, không dùng cái gì là ép cả, mà chỉ dùng quạt để cho nó có gió thì nó nhanh khô hơn. Và cứ để làm cái này đến khi nào khô là lúc mà chúng ta sờ kiểm tra mặt này, chúng ta không còn cảm giác về độ nước ẩm nữa, và chúng ta búng vào lụa thì chúng ta thấy nó có cái âm thanh nó đanh như trống á, thì lúc ấy là khô. Còn cái tiếng cái âm thanh mà nó còn bùng bục nó không đanh. Còn khi đập lên nó căng nhá, khi khô nó sẽ rất là căng ra, nó như trống á. Đấy. Này chắc phải đến mai, qua đêm. Cái công thức là qua đêm. Không thì ví dụ trời hanh khô thì có thể từ bồi từ sáng thì đến chiều nó khô, nhưng mà nó cũng không chưa khô kiệt đâu nhá. Cái giấy nó rất ẩm. Cho nên các bạn đừng vội. Còn trong trường hợp mà các bạn muốn khô nhanh hơn là thứ nhất là các bạn để quạt
Thứ hai là phòng có điều hòa thì bắt đầu sau khi quạt mà nhìn đến đã cái độ xe khô mà khô tương đối thì lúc đấy chúng ta bật điều hòa để cho nó khô hơn, chứ đừng khô ép, không dùng máy sấy. Đấy là trong trường hợp mà sáng mai người ta lấy chay nhá, đúng không ạ? Còn không thì không, cứ để khô tự nhiên. Bao giờ mà sau đó khi mà cái này nó đã khô xe xe rồi thì chúng ta không để nằm nữa, để nó mất diện tích nhà, chúng ta sẽ treo lên. Và khi mọi người sờ vào và thấy tanh, tức là thấy cái mặt nó sát nó, thì mình biết là đấy nó khô rồi. Sau đó mình búng và mình thấy âm thanh, chúng ta sẽ cắt lụa ra. Khi lụa mà còn ẩm mà chúng ta cắt ra, thì mặc dù còn ẩm nữa thì chúng ta sẽ rửa trùng.